Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đàn ông và phụ nữ trưởng thành có nhu cầu thể xác là điều hết sức bình thường. Nhưng nhu cầu này khởi phát như thế nào thì không phải ai cũng biết. Ngay cả quan điểm khoa học ngày nay cũng chưa thể mô tả chính xác 100% về ham muốn của con người. Người ta chỉ định nghĩa được rằng ham muốn là một xung động bản năng do nam và nữ sinh ra nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong những cái điều kiện nhất định. Và trong cuộc sống, chúng ta luôn nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng phần thân dưới. Nhưng ít ai lại nói như vậy với phụ nữ. Bởi vì phụ nữ che giấu ham muốn tốt hơn đàn ông rất nhiều. Có hai nguyên nhân dẫn đến điều này. Một là do phụ nữ không biết kích thích sinh lý. Hai là nhiều phụ nữ không biết mình có bị kích thích hay không. Trên thực tế, nhu cầu của nữ giới không kém nam giới. Nhưng tiền đề là phải tìm ra chính xác điểm kích thích sinh lý của phụ nữ. Trong nhiều trường hợp, nhu cầu của phụ nữ thực sự bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố khác chứ không phải do nhu cầu của chính phụ nữ. Vậy đó là những yếu tố nào và nó khác biệt với đàn ông ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Khác biệt thứ nhất là đàn ông nghĩ về tình dục thường xuyên hơn phụ nữ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nam giới dưới 60 tuổi suy nghĩ về các hành vi liên quan đến tình dục ít nhất một lần mỗi ngày. Trong khi đó, ở phụ nữ thì bộ phận này chỉ chiếm 1/4. Theo tuổi tác, tần số mộng tưởng về ham muốn ở cả nam và nữ đều giảm đi. Tuy nhiên, dù có giảm đi do tuổi tác thì tần suất mộng tưởng ở nam giới vẫn gấp đôi nữ giới. Sau nhiều nghiên cứu thì khoa học chứng minh rằng sở dĩ có sự khác biệt này là do các khu vực liên quan đến giới tính trong não của nam giới lớn hơn ở nữ giới gấp 2 lần, nên họ nhạy cảm hơn với những cái ham muốn của cơ thể. Cái khác biệt thứ hai là đàn ông háo hức quan hệ sinh lý hơn phụ nữ. Qua nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng ở mỗi giai đoạn của mỗi mối quan hệ, đàn ông quen với việc quan hệ chăn gối nhiều hơn phụ nữ. Nói và hiểu một cách đơn giản, đàn ông coi trọng tần suất làm tình hơn, trong khi phụ nữ ở coi trọng chất lượng làm tình hơn. Một người đàn ông ở độ tuổi từ 20 đến 25, tức là thời kỳ sung nhất của họ, có thể quan hệ lần 2 hoặc lần 3 trong ngày, chỉ cách nhau khoảng từ 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ. Nghĩa là một ngày họ có thể quan hệ đến không dưới 3 lần và đều đạt được thỏa mãn. Và khả năng phục hồi sinh lý ở đàn ông trong độ tuổi này rất là mạnh mẽ. Ngược lại với phụ nữ ở cùng lứa tuổi, trong 3 lần đó thì phụ nữ có thể không thỏa mãn lần nào. Hoặc may mắn họ chỉ duy nhất một lần tìm được thỏa mãn. Mọi cuộc ân ái của phụ nữ, họ đều đặt vấn đề về chất lượng lên hàng đầu. Chính vì sự khác biệt giữa một bên ưu tiên tần suất và một bên ưu tiên chất lượng, nên có những cái thời điểm giữa đàn ông và phụ nữ sẽ mâu thuẫn nhau về điều này. Khác biệt thứ ba là ham muốn phụ nữ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội và văn hóa nhiều hơn đàn ông. Thái độ của phụ nữ đối với tình dục bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Chẳng hạn như nhu cầu của phụ nữ sau khi kết hôn thường nhiều hơn so với trước khi kết hôn. Hay là phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ của đối tác khi đưa ra quyết định. Chẳng hạn khi muốn lên giường với đàn ông, phụ nữ cần được đàn ông tán tỉnh, dụ dỗ. Phụ nữ sẽ xem xét khả năng tán tỉnh,
dụ dỗ của đàn ông đến đâu, và quan trọng là mức độ phụ nữ tin tưởng đối tác sẽ quyết định đến ham muốn của họ. Nghĩa là với một người đàn ông mà phụ nữ tin tưởng thì phụ nữ sẽ dễ dàng có ham muốn tình dục với anh ta hơn so với người mà phụ nữ thiếu tin tưởng. Hoặc một yếu tố khác là trình độ học vấn. Ở những người phụ nữ có trình độ học vấn cao thường có sự cởi mở hơn trong vấn đề chăn gối so với những người phụ nữ có trình độ học vấn thấp hơn. Bởi vì phụ nữ có học vấn thấp hơn thường tự ti và coi tình dục là cái gì đó rất đáng xấu hổ. Đồng thời sự hiểu biết của họ về ham muốn của bản thân cũng ít hơn. Cái duy nhất mà nhiều phụ nữ tiếp xúc hạn chế với khoa học luôn cho rằng mục đích của hoạt động tình dục chỉ là duy trì nòi giống. Yếu tố văn hóa xã hội cũng cho thấy vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội không được đánh giá cao. Hay nói cách khác, phụ nữ luôn bị chi phối bởi tư tưởng của xã hội từ thời phong kiến với những cái tập tục có phần khắt khe với phụ nữ. Khác biệt thứ tư là cơ chế hình thành ham muốn tình dục ở phụ nữ và đàn ông cũng không giống nhau. Trong một mối quan hệ bình thường, phụ nữ luôn đòi hỏi phải có tình yêu trước rồi mới lên giường. Tức là đối với phụ nữ thì cần phải có một cơ sở hay nền tảng cho tình dục. Và đó là không gì khác ngoài tình yêu. Muốn một cô gái lên giường với bạn, bạn phải tán tỉnh để cô gái yêu bạn đã, phải không ạ? Chúng ta đang phân tích trên cơ sở một mối quan hệ bình thường, không có yếu tố thương mại. Đối với phụ nữ thì cơ chế hình thành là xuất phát từ tình yêu. Còn đàn ông thì sao ạ? Đàn ông sẵn sàng lên giường với một cô gái mà không cần nền tảng là tình yêu, thậm chí không cần cảm xúc. Đây là một trong những nguyên nhân mà người ta nói rằng đàn ông là động vật suy nghĩ bằng phần thân dưới. Họ không cần nhiều căn cứ hay cần một nền tảng nào đó, mà chỉ cần có sức khỏe thể chất thì đàn ông luôn sẵn sàng. Sự khác biệt này là khá rõ ràng. Sự khác biệt thứ năm là phụ nữ dễ bị ảnh hưởng cảm xúc hơn đàn ông. Đối với nam giới, làm tình giống như một hành vi để điều tiết cảm xúc. Một khi gặp áp lực lớn thì họ có thể trút bầu tâm sự bằng chuyện chăn gối. Ngay cả khi tức giận hay ghen tuông thì đàn ông đều có thể làm tình. Ví dụ, khi một người đàn ông đang ghen tuông, anh ta hoàn toàn có thể lên giường để trừng phạt một người phụ nữ. Họ trút giận lên người phụ nữ bằng tình dục với tâm lý để trả thù, để xả nỗi tức giận. Còn đối với một người phụ nữ, khi cô ấy tức giận và không được yêu thương, cô ấy sẽ không có nhu cầu. Ngay cả khi ghen tuông thì phụ nữ không thích đàn ông chạm vào người mình. Phụ nữ thường sử dụng các phương pháp tích cực thụ động để kìm hãm làm tình và đối phó với cơn tức giận. Khi phụ nữ nghĩ rằng mình đã mất đi tình cảm đối với đối tác là người của mình, thì sự thôi thúc sinh lý của cô ấy sẽ không còn nữa. Nhưng đối với nam giới thì lại hoàn toàn ngược lại. Quý vị và các bạn thân mến, những trải nghiệm chăn gối giữa nam và nữ chỉ thực sự thú vị khi cả hai có hiểu biết cơ bản về nhu cầu ham muốn của nhau. Khánh Ngọc khẳng định với quý vị rằng hai người có tình yêu sâu sắc chưa chắc đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc bằng hai người có hiểu biết sâu sắc về ham muốn của nhau đâu ạ. Đặc biệt là hai người tìm được tình yêu trong quan hệ tình dục thì sự hòa hợp của họ sẽ rất cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Khánh Ngọc. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.